Sau những ngờ vực và hoài nghi về khả năng của mình, U23 Việt Nam đã chứng minh họ không phải một tập thể mang mác hữu danh vô thực, mà đã hiên ngang đặt chân vào tứ kết để đối đầu với những đội bóng sừng sỏ nhất châu lục. Và đương nhiên, đã vào đến tứ kết thì sẽ chẳng có một đối thủ nào nhẹ ký như vòng bảng, đặc biệt là Ả Rập Saudi, đối thủ mà Việt Nam sẽ phải đụng độ, thậm chí còn đang là đội nắm giữ nhiều kỷ lục nhất tại vòng chung kết U23 châu Á. Đẳng cấp của họ rõ ràng vượt trội hơn rất nhiều so với đội bóng từ Đông Nam Á. Tuy nhiên, sợ hãi chưa bao giờ nằm trong từ điển của thầy trò Gomu Kyun. Vậy hãy cùng cả bóng đá nhận định đôi chút về trận đấu này để xem liệu có còn cơ hội đi tiếp cho U23 Việt Nam. Điều bất ngờ mà U23 Việt Nam mang đến giải đấu lần này, hay nói chính xác hơn là điều mà Gomu Kyun đã thổi vào U23 Việt Nam, là một làn gió mới mang tên chủ động tấn công với các đối thủ. Có lẽ người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã quá quen rồi với cách đá phòng ngự phản công sở trường qua bao thế hệ. Cho đến khi U23 Việt Nam đặt chân đến Tashkent thì mọi chuyện đã khác. Những chiến binh sao vàng trẻ đã khiến bao giới khu vực, đặc biệt là Thái Lan, ngạc nhiên tột độ khi đã tự tin trình diễn thứ bóng đá tấn công đẹp mắt trước các đối thủ ở vòng bảng, kể cả đó có là đương kim vô địch Hàn Quốc. Và làn gió mới này của vị huấn luyện viên đồng hương ông Park đã thực sự thành công khi xuyên suốt 3 trận vòng bảng, trận nào chúng ta cũng ghi bàn và khiến cho người hâm mộ thấy được nét uyển chuyển trong khâu tấn công. Ngay cả một hàng phòng ngự thuộc dạng đẳng cấp bậc nhất giải đấu như Hàn Quốc cũng đang phải chịu cảnh thủng lưới trước các chân sút của U23 Việt Nam. 5 bàn thắng sau 3 trận đấu là con số chứng minh rõ nét nhất cho sự cởi mở trong mặt trận tấn công của U23 Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là tấn công một cách tẻ nhạt, bằng một cách nào đó, Gomu Kyun đã biến U23 Việt Nam trở thành một tập thể có lối đá tấn công đa dạng bậc nhất tại giải đấu lần này. Từ tấn công biên do cặp cánh đang chơi rất hay là Phan Tuấn Tài và Vũ Tiến Long đảm nhận, cho đến đánh trung lộ do các cầu thủ kỹ thuật đảm nhận đều tỏ ra cực kỳ uyển chuyển và sắc sảo, thậm chí là các tạt cánh đánh đầu. Bài đánh chưa bao giờ được xem là thế mạnh của bóng đá Việt Nam, nhưng lại tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi huấn luyện viên Gomu áp dụng cho các cầu thủ trẻ. U23 Việt Nam gần đây cũng cho thấy sự tự tin rất lớn khi đã mạnh dạn kiểm soát bóng và cầm bóng nhiều hơn bên phần sân đối phương. Đơn cử là ở trận gặp Malaysia, các cầu thủ của chúng ta kiểm soát bóng đến hơn 76%, và đây cũng là con số cao nhất trong một trận đấu từ vòng chung kết U23 châu Á. Bên kia chiến tuyến, đối thủ của chúng ta cũng không phải hạng xoa, mà là đội đã đứng nhất bảng D trên cả U23 Nhật Bản. U23 Ả Rập Saudi thể hiện một sức mạnh tấn công khủng khiếp xuyên suốt vòng đấu bảng. 3 trận đã đấu, họ ghi tới 7 bàn, con số cao thứ 2 giải và chỉ kém Uzbekistan 1 bàn. Hàng công của bầy chim ưng xanh có khả năng phối hợp tốc độ cao bằng các pha bóng ngắn. Tuy nhiên khi cần, U23 Ả Rập Saudi có thể sử dụng các đường tấn công dài với độ chính xác chuẩn. Các biên đánh của U23 Ả Rập Saudi rất đa dạng, kể cả là trung lộ hay hai biên. Đặc biệt, các cầu thủ Ả Rập Saudi rất chịu khó dứt điểm từ xa. Thống kê chỉ ra rằng sau 3 trận vòng bảng, U23 Ả Rập Saudi tung ra đến 50 cú dứt điểm trước các đối thủ là Tajikistan, Nhật Bản và UAE. Đáng chú ý, 7 bàn thắng của họ được đến từ 6 cầu thủ khác nhau. Điều này cho thấy sự đa dạng trong những mảng biến tấn công. Việc chiếm ngôi vị số 1 bảng đầu có 3 đội bóng mạnh trên phần nào cho thấy sức mạnh của U23 Ả Rập Saudi là vượt trội so với Việt Nam. Tất nhiên, Việt Nam sẽ không đến trận đấu tứ kết này chỉ để chơi phòng ngự thụ động. Huấn luyện viên Gomu với sơ đồ 4-3-3 sẵn sàng gây sức ép ngược lại trong thời điểm pressing để tìm đường vào khung thành của Ả Rập Saudi. Nhìn chung, với sức tấn công khủng khiếp từ đối thủ từ Tây Á, rất khó để đại diện Đông Nam Á triển khai được một thế trận như khi chúng ta gặp Thái Lan hay Malaysia. Mà có thể huấn luyện viên Gomu sẽ chọn cách tiếp cận trận đấu như cách gặp U23 Hàn Quốc ở vòng bảng. Các cầu thủ sẽ chờ đợi những cơ hội phản công nhanh để tạo ra những bất ngờ cho hàng thủ của đối phương. Có thể nói, một cuộc chiến nơi tuyến giữa sẽ là cuộc chiến ảnh hưởng lớn nhất đến trận đấu này. Ả Rập Saudi sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, kỹ thuật cá nhân thượng thừa, thể hình và khả năng tranh chấp cực tốt. Khả năng kiểm soát bóng của đội bóng Tây Á này cực kỳ tốt khi họ tung ra đến 1.353 đường truyền, nhiều thứ hai tại giải, với tỷ lệ chính xác lên đến 82%. Ngoài khả năng kiểm soát bóng tốt, các cầu thủ U23 Ả Rập Saudi thường vây ráp mạnh mẽ, gây áp lực để đối thủ không thể lên được bóng và mắc sai lầm. Ở 3 trận vòng bảng, ngay cả trận gặp Nhật Bản, Ả Rập Saudi đều kiểm soát bóng vượt trội hơn đối thủ. Lối chơi tấn công của Ả Rập Saudi cũng khá đa dạng. Điểm nhấn chính là các tình huống phối hợp nhóm nhuần nhuyễn và biến hóa trải ra từ trung lộ ra đến hai biên. 7 bàn thắng của họ ở vòng bảng đều được ghi trong vòng 16-50. Điều này cho thấy các cầu thủ Ả Rập Saudi tiếp cận rất tốt với vòng cấm đối phương. Họ lên bóng khá đều ở hai biên
nhờ vào hai cầu thủ giàu kỹ thuật và tốc độ là Saad Al-Amar và Ayman Ahmed. Với sự vượt trội đó thì tuyến giữa của U23 Việt Nam chắc chắn sẽ gặp sức ép rất lớn. Mặc dù chúng ta cũng có những bài phối hợp hai biên rất hiệu quả, nhưng suy cho cùng, đa số những pha bóng như vậy đều phải qua chân cặp tiền vệ, đôi khi là Lương Duy Cương và Nguyễn Văn Trường, đôi khi là Trần Văn Công và Huỳnh Công Đến. Cả bốn cầu thủ này đều có thể hình và thể lực kém hơn các tiền vệ của Ả Rập Saudi, nên không thể nào có thể giáp lá cà với đối thủ như cách mà chúng ta làm ở vòng bảng. Tuy nhiên, chúng ta có thể trông đợi vào sự khéo léo, quyến chuyển của tuyến giữa để thoát những pha vây ráp, và khi đó, đòn hồi mã thương quen thuộc sẽ là miếng đánh chí mạng dành cho Ả Rập Saudi. Nhắc đến hàng thủ Ả Rập Saudi, họ đang là đội bóng đứng đầu giải khi sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất, chưa để thủng lưới bất kỳ bàn nào. Khả năng phòng ngự của U23 Ả Rập Saudi rất đáng nể. Huấn luyện viên Saad Al-Sarri xây dựng hàng thủ dựa trên khả năng đánh chặn từ xa của các tiền vệ. Ông thường xuyên bố trí sơ đồ 4-2-3-1, trong đó hai tiền vệ Ibrahim Manassi và Hamed Al-Ghadi thường chơi thấp. Điều này tạo nên sự cân bằng ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Ả Rập Saudi chơi bóng khá kỹ thuật và ít tính ngẫu hứng. Chính điều này giúp hàng thủ của họ chơi tập trung và ít khi mắc sai lầm. Hàng thủ của U23 Việt Nam cũng không thể bị đánh giá thấp khi hiện tại có những cái tên đang chơi rất lên chân. Tiêu biểu là Bùi Hoàng Việt Anh, trung vệ cao 1m86, là hình ảnh đại diện cho chất thép của U23 Việt Nam. Mạnh mẽ, quyến chuyển và cũng đầy quyết đoán trong mỗi pha bóng. Đã qua rồi thời kỳ mà hàng thủ chúng ta chỉ như những người tí hon trước những đối thủ Tây Á. Giờ đây, nhìn vào dàn nhân sự nơi hậu tuyến, người hâm mộ chắc chắn sẽ yên tâm phần nào khi chiều cao trung bình của các trung vệ Việt Nam lên đến 1m79. Về tình hình lực lượng, U23 Việt Nam đang là đội nắm lợi thế hơn. Khi đến thời điểm này, ngoài chấn thương của Văn Toản, huấn luyện viên Gomez Cure có trong tay đầy đủ lực lượng tốt nhất, trong đó có sự trở lại của Trần Danh Trung. Chấn thương này bị đau cổ chân ở trận gặp Thái Lan và bỏ lỡ hai trận đấu tiếp theo tại vòng bảng. Còn với Ả Rập Saudi, sức mạnh của đội bóng này sẽ bị ảnh hưởng nhiều khi có hai cầu thủ bị treo giò vì nhận thẻ vàng. Đầu tiên là Saud Abdul Hamid, cầu thủ mặc áo số 23, chơi vị trí trung vệ. Đây là chốt chặn không thể thiếu của Ả Rập Saudi khi đã chơi không thiếu một phút nào trong 3 trận vòng bảng. Một cầu thủ khác cũng bị treo giò là Ibrahim Manassi. Đây là cầu thủ chơi rất đa năng khi có thể đảm nhận được nhiều vị trí tại hàng phòng ngự. Huấn luyện viên Al-Sarri đã bố trí cầu thủ số 6 chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong 2 trận và giữ vai trò trung vệ trong trận còn lại. Rõ ràng, Ả Rập Saudi sẽ gặp thử thách lớn khi họ thiếu vắng hai cái tên quan trọng và nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng hàng công, nơi đang là tiền đề để họ triển khai lối chơi của mình. Rõ ràng nói gì thì nói, U23 Ả Rập Saudi vẫn là một thử thách khó khăn nhất đối với Việt Nam kể từ đầu giải. Họ vượt trội hơn chúng ta ở mọi phương diện, mọi thông số. Tuy nhiên, tinh thần chắc chắn là thứ chưa bao giờ các cầu thủ Việt Nam thua ai. Tập thể U23 Việt Nam vào đến tứ kết đã là một thành công to lớn. Với tâm thế đội cửa dưới, ra sân cùng tinh thần thoải mái và không có gì để mất, cùng lối đá uyển chuyển và tấn công sắc sảo mà Gomez Cure đang thi triển cho tập thể của mình, thì chắc chắn niềm tin mà người hâm mộ dành cho U23 Việt Nam trong việc vượt qua ngọn núi cao mang tên Ả Rập Saudi đang cực kỳ to lớn.